Ye ghi cản phá hai quả phạt đền, Fiorentina đánh bại Milan. Ye ghi cản phá hai quả phạt đền, Fiorentina đánh bại Milan. Trên sân Artemio Franchi, thủ thành Ye ghi là người hùng của Fiorentina khi cản phá thành công hai quả 11m, đóng góp vào thắng lợi 2-1 của đội nhà trước AC Milan. Còn với Atletico, dù dẫn trước từ khá sớm nhưng câu lạc bộ này lại không thể có điểm trên sân Real Sociedad. Ye ghi đang là trụ cột của Fiorentina. Sau khởi đầu chệch choạc, Milan đã trở lại quỹ đạo ở Serie A bằng 3 chiến thắng liên tiếp đầy thuyết phục, đặc biệt là việc đánh bại đối thủ cùng thành phố Inter. Chiến thắng derby đã giúp niềm tin trở lại với tập thể áo đỏ đen vào thời điểm giới quan sát bắt đầu đếm ngược ngày tại vị của huấn luyện viên Paulo Fonseca. Ở vòng này, Milan có cơ hội gia tăng thành tích khi gặp con mồi quen thuộc là Fiorentina. 8 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều tại Sevilla. Milan áp đảo khi thắng 6, thua 2. Nhưng ở trận so tài mới nhất, Milan đã phải thất thủ trên sân Franchi trước màn tỏa sáng rực rỡ của Zaghi. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng vào trận với quyết tâm cao nhất, Fiorentina gây ra nhiều khó khăn cho Milan. Phút 22, họ được hưởng 11m nhưng Kinh lại đá hỏng. Tuy nhiên, Fiorentina vẫn mở được tỷ số ở phút 35 nhờ công Adli. Trận đấu sau đó diễn kịch tính và khó lường. Trận đấu đáng nhớ của Zaghi với hai pha cản phá thành công quả 11m. Trước khi hiệp 1 khép lại, đến lượt Milan có cơ hội trên chấm phạt đền nhưng hậu vệ theo Hernandez lại không thể đánh bại được Zaghi. Sang tới hiệp 2, Milan lại dồn ép Fiorentina và có được quả 11m thứ hai ở trận này. Cơ hội được chuyển giao cho chân sút tân binh Abraham. Nhưng lần nữa, Zaghi đổ người chính xác để ngăn cựu cầu thủ Chelsea ghi bàn. Những nỗ lực sau đó của Milan cũng giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha tỏa sáng của Pulisic ở phút 60. Dù vậy, đến phút 73, Gudmundsson ấn định thắng lợi 2-1 cho Fiorentina. Trận đấu khép lại với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Theo ở phút 96. Tại La Liga 2024-25, Atletico được cho là sẽ giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà đang chơi dở vào lúc này là Real Sociedad. Các vị khách còn mở tỷ số ngay từ phút thứ nhất nhờ công tiền đạo mới gia nhập câu lạc bộ là Julian Alvarez. Thời gian sau đó, Atletico làm chủ thế trận, tạo ra liên tiếp các tình huống ngon ăn có thể ghi bàn nhưng đều không thành công. Bất ngờ xảy đến ở phút 84 khi Susic tỏa sáng để giúp Sociedad có được một điểm quý giá trên sân nhà. Hiện tại, Atletico đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng khi có 17 điểm, còn Sociedad ở vị trí 15 khi có 9 điểm.